Ok Chen ơi, anh có 100 ngàn hiện tại. Bây giờ anh muốn đầu tư bất động sản thì anh nên bắt đầu từ đâu? Ok, tùy 100 ngàn là một số tiền không lớn không nhỏ, và tùy vào cái khả năng của anh nha. Đối với Chen có chia làm hai. Nếu mà anh là cái người builder, anh biết về nhà cửa, anh biết sửa nhà sửa cửa, thì anh nên dùng số tiền đó down xuống ít nhất 30%, ok, và làm cái chương trình fix and flip nhé, mua nhà cũ sửa đi bán lại. Thì bên trên có cái làm cái loan đó giúp cho anh luôn, là 30% của cái ARV. ARV là After Repair Value, ok, có nghĩa là anh sửa cái nhà, anh mua nhà đó 150, anh bỏ thêm 50 ngàn vô nữa, đúng là 200 là tiền vốn để sửa chữa lại, và khi bán ra là bán 300 ngàn. Thì 30% của 300 ngàn là cái số tiền anh phải bỏ ra. Ok, 30% của 300 ngàn đó là 90 ngàn, cộng thêm cái tiền closing cost này kia, reserve này kia nữa, thêm 10 ngàn nữa, đủ 100 ngàn. Nhanh gọn lẹ nha. Ok, điểm thứ hai là anh không phải là builder và anh mới bắt đầu ra, ví dụ như muốn đầu tư mà không biết sao đây, mới chân ướt chân ráo đó, thì cứ phải build điểm credit và dùng cái chương trình mà Chanh nói, mua nhà cho thuê, vậy thôi. Để mình down xuống cái số tiền nào đó và mình đi mua cái căn nhà mình cần, thì ít nhất phải là 25% down xuống, plus tiền prepay trả trước cho bảo hiểm và thuế nè, ok, là 1 năm, and then 6 tháng reserve payment là tiền dự phòng để trả, là cứ bỏ hết vào ngân hàng của mình. Ok, so that's it. Ok, cần gì cứ gọi cho Jen nhé. Ok, bye bye.